Rồi video mới mình tham quan Thảo Cầm Viên ha. Cái đền này là cái đền gì nè, mà sao nó đóng cửa ha? Để xem thử coi. Trong Thảo Cầm Viên này cây cối quá chừng ha, mát mẻ. Đi vòng quanh đền. Nhưng cái đền này đóng cửa không á? À, nó có ghi nè, để mình xem. Quay phim chụp hình xin vui lòng liên hệ nhân viên trực đền. Tham quan đền Hùng ha. Ăn mặc lịch sự, giữ yên lặng, không hút thuốc. Mỗi người chỉ thắp một cây nhang à, nhưng mà không có mở cửa ha. Đóng cửa rồi, không có ghi giờ mở cửa là giờ nào hết. Không có ghi giờ mở cửa gì hết á. À, đi ra. Cái này như là nó nằm riêng biệt, không có thông qua bên kia được. Phải đi xuống. Chim bồ câu. Rồi thôi. Hồi nãy mình gửi xe ở đâu ta? Bảo tàng lịch sử kìa. Gửi xe bên đó. Ở đôi khi trong này nó nhiều. Nó nhiều quá, nhiều. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh như cũng đóng cửa luôn. Thở Cầm Viên đây. Ở bên kia. Thôi để mình coi thử. Thôi mình cái bình to quá chừng to. Bình này kêu là bình gì đây? Rồi. Bình vỏ gáo dừa ha. Trời. Là bằng gáo dừa. Huyền sử đời Hùng. Nhân dịp kỷ niệm 61 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2006, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tặng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chiếc bình mang tên Huyền sử đời Hùng. Bình có những thông số và đặc điểm gây ấn tượng: nặng 623 kg, cao 3,62 m, đường kính nơi rộng nhất 2,55 m, lấy từ 8 tấn dừa khô ghép thành trong thời gian 105 ngày. Trên bình thể hiện 4 sự tích: Lạc Long Quân, Âu Cơ, Tiên Dung, Chữ Đồng Tử, bánh chưng, bánh dày, trầu cao và 6 hình tượng chim hạc, trống đồng Đông Sơn, nhà rong, cồng chiên, chế rượu, cảnh giả gạo Tây Nguyên. Bình được thực hiện với mục đích để gợi nhớ về nguồn cội và thời Hùng Vương dựng nước, góp phần vào việc giáo dục truyền thống, gìn giữ phát huy di sản văn hóa dân tộc. Bình đã được công nhận kỷ lục Việt Nam vào năm 2005. 4 sự tích.
bốn sự tích Lạc Long Quân, Âu Cơ, Tiên Dung, Chữ Đồng Tử. Này chắc đây nè, đây là Lạc Long Quân, Âu Cơ, Tiên Dung, Chữ Đồng Tử, Bánh Chưng, Bánh Dày, Trầu Cau. Không, ở dưới này không thấy đâu, ở trên á, ở trên kìa đó, ở trên mới thấy ha. Ôi kia nó bị che chắn lại rồi, đâu có thấy đâu. Nè, trầu cao đây nè. Bảo tàng lịch sử ở đây ha. Mà thấy đóng cửa kiểu này không nguy giờ giấc gì chứ coi. Giờ mở cửa từ thứ ba cho tới chủ nhật. Thứ ba cho tới chủ nhật 8 cho tới 11 giờ, 13 giờ 30 tới 14 giờ 30. Đóng cửa ngày thứ hai. Trời ơi, đúng bữa nay ngày thứ hai mình đi đóng cửa luôn chứ. Đóng cửa ngày thứ hai, ngày thứ ba tới chủ nhật mở cửa. Ôi, đúng là sơ đồ tham quan, thôi mình biết vậy đi ha. Còn mình có đi thì mình ghé lại sau. Sơ đồ tham quan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây có 1, 2 nè. Thứ nhất là thời Nguyên Thủy. Thứ hai là thời Kim Khí Hùng Phương. Thứ ba là thời Bắc Thuộc đấu tranh giành độc lập. Thứ tư là thời Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý. Thứ năm, thời Trần Hồ. 6, văn hóa Chăm Ba. 7, văn hóa Ốc Eo. 8, điêu khắc đá Campuchia. 9, thời Lê Mạc Trịnh Nguyễn. 10, xuống thần công Đại Bác. 11, thời Tây Sơn. 12, thời Nguyễn. 13, sưu tập Dương Hà. 14, gớm một số nước châu Á. 15, xác ướp sớm cải. 16, sưu tập Dương Hồng Sởn. 17, văn hóa các dân tộc phía Nam Việt Nam. 18, tượng Phật giáo một số nước châu Á. Muốn đi cái này là phải quay lại dịp khác rồi. Quý khách có nhu cầu quay phim chụp hình vui lòng liên hệ văn phòng bán vé. Báu vật Dương Quốc Cổ, nghệ thuật kim hoàng và trang sức Ốc Eo. Việc phát hiện di tích cảng thị Ốc Eo Ba Thê, Thoại Sơn, An Giang của nhà khảo cổ học Louis Malares năm 1944 đã khẳng định sự tồn tại của Dương Quốc Cổ Phù Nam thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ bảy, từng được ghi nhận qua sử liệu và bi ký cổ. Các cuộc điền giả và khai quật khảo cổ học tiếp tục sau 1975 từ Kiên Giang cho đến vùng cao trung lưu sông Đồng Nai đã phát hiện thêm nhiều di chỉ cư trú, đền tháp, mộ táng cùng hàng dạng cổ vật, nhiều chất liệu đá, kim loại, gốm, vân vân. Các di tích phát lộ cho thấy Phù Nam từng là một phương quốc có nền văn minh rực rỡ, sở hữu thương cảng quan trọng là cửa ngõ giao thương quốc tế và giao lưu văn hóa giữa phương Đông và phương Tây thời cổ đại. Tại đây, nhiều nghề thủ công đã hình thành và phát triển, nghề gốm, nghề đóng thuyền, điêu khắc đá, kim hoàng, chế tác trang sức. Đặc biệt những sản phẩm kim hoàng và trang sức của văn hóa Ốc Eo như vàng miếng, vòng chuỗi, nhẫn, khuyên tai, mề đai, vân vân, bằng nhiều chất liệu đa dạng về loại hình, phong cách, đề tài trang trí được chế tác cầu kỳ, tinh xảo, không chỉ là những tuyệt phẩm từ bàn tay khéo léo của nghệ nhân mà còn thể hiện cả những tư duy trong đời sống văn hóa tinh thần như tín ngưỡng tôn giáo, Phật giáo, Hindu giáo qua những hình tượng được tạo tác.
Phòng trưng bày chuyên đề do Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các bảo tàng Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang giới thiệu gần 300 hiện vật kim hoàng và trang sức được phát hiện từ các di tích thuộc văn hóa Ốc Eo. Rất là nhiều ha. Mình đi mà mình không có thông tin tìm hiểu, nó vô chừng á, đi không có kế hoạch cho nên là nó lỡ cỡ ha, không có tìm hiểu trước. Chỉ cần 365 bước chân dạo quanh bảo tàng lịch sử, bạn sẽ có hành trình đi suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam từ thời Tiền Sơ Sử đến thời kỳ Hùng Vương dựng nước, từ triều đại phong kiến đầu tiên đến triều đại cuối cùng, có được một hệ thống kiến thức về lịch sử văn hóa xã hội Việt Nam từ thời Tiền Sử đến thời Nguyễn, đặc biệt hiểu thêm về hai nền văn hóa cổ phương Nam, văn hóa Champa và văn hóa Ốc Eo phù Nam, hiểu thêm về hình thức tán tục của người xưa qua quan tài chum, dòng cá vồ, mộ xác ướp sớm cải, biết về thú chơi cổ ngoạn của những nhà sưu tập Sài Gòn nổi tiếng Dương Hồng Sển, Dương Hà, thưởng lãm những sản phẩm công cụ thủ công cổ xưa tinh xảo của Việt Nam và một số nước châu Á qua các chất liệu vàng bạc, đồng gỗ, đá gốm. Rồi, thấy ghê ha. Mình sẽ quay lại sau, từ thứ ba cho tới chủ nhật. Còn bây giờ là ngày thứ hai, đi không có kế hoạch ha, vô chừng ha. Bia tiến sĩ năm 1640, Văn Miếu Quốc Tử Giám, hiện vật làm lại thủ đô Hà Nội tặng Thành phố Hồ Chí Minh nhân 990 năm Thăng Long Hà Nội 1010-2000. Hình chú rùa ha, bia tiến sĩ ha, bia tiến sĩ nè, chú rùa.